Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp hốt chọn lộc trời, đổi đời chúng độc đắc. Vậy thì con giáp nào có số may mắn trúng lớn giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 19 tháng 11 năm 2022, thứ bảy dương lịch. Âm lịch là ngày 26 tháng 10 năm 2022, là ngày Bính Tý, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần. Tiết khí lập đông, ngày trực trừ. Hôm nay là ngày Bạch Hổ hắc đạo, là ngày hung. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ và giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay tam hợp với tuổi Thân và tuổi Thìn, lục hợp với tuổi Sửu, xung với tuổi Ngọ, hình với tuổi Mão, phá với tuổi Dậu. Về ngũ hành niên mệnh, giản hạ thủy, hôm nay là ngày Bính Tý, tức chi khắc can, thủy khắc hỏa, đây là ngày hung. Nạp âm giản hạ thủy kỵ tuổi Canh Ngọ và tuổi Mậu Ngọ. Ngày thuộc hành thủy, khắc hành hỏa, đặc biệt người tuổi Mậu Tý, tuổi Mậu Ngọ, thuộc hành hỏa không sợ thủy, ngược lại nhờ thủy khắc mà được lợi. Ngày Tý, lục hợp với Sửu, tam hợp với Thân, Thìn, thành thủy cục, xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ. Tam sát kỵ tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Canh Ngọ và tuổi Mậu Ngọ. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Ất Tỵ và tuổi Đinh Tỵ. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Thiên Mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc. U Vi Tinh, tốt mọi việc. Quan Nhật, lên làm các việc lớn như thăng quan, tiến chức, tặng thưởng. Yếu Yên là cát thần trong tháng nên phủ dụ biên cảnh, sửa sang lại hào quách thành. Sao xấu thì gồm có sao Trùng Phục, kiêng gia thú vợ chồng, xuất hành, xây nhà, mồ mả. Bạch Hổ, kỵ mai táng. Nguyệt Kiến chuyển sát, kỵ động thổ. Phủ Đầu Giáp, kỵ khởi tạo. Trong đó có sao Tuế Đức là sao đại cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 19 tháng 11, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như cầu tài, mua xe, mua ví, thăng quan, tiến chức, tặng thưởng, mua bếp và làm bếp. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như động thổ, khởi tạo, khai trương, xây dựng, hôn nhân, giá thú vợ chồng, xuất hành, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng đông để đón tài thần và đi theo hướng tây nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày Kim Thổ, ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi. Trên đây là một số thông tin tử vi ngày 19 tháng 11 năm 2022. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, tỷ kiên như một lời nhắc nhở con giáp tuổi Tý chớ lắng nghe những lời đường mật của người khác mà đưa ra quyết định sai lầm. Những thị phi tai tiếng mà bạn vướng vào có thể sẽ khiến cho mọi nỗ lực gây dựng danh tiếng của bạn bị phá bỏ hoàn toàn. Trong công việc, dù không có nhiều áp lực,
nhưng bạn cũng chưa có được sự tập trung cần thiết cho công việc của mình. Thêm vào đó, bạn có điểm báo lo lắng về chuyện tiền bạc. Có lẽ sẽ cần một món chi lớn khiến cho bạn phải dè chừng. Một kế hoạch chi tiêu chi tiết là việc bạn nên làm, đồng thời tránh việc cho vay nợ, kẻo dễ mất của, mất lòng. Đường tình duyên cũng có dấu hiệu ảm đạm. Người độc thân vẫn sống trong thế giới riêng, không muốn mở lòng với người khác. Dù có người chủ động tiếp cận bạn đi chăng nữa, bạn vẫn chọn cách làm ngơ. Tử vi tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân. Tử vi tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, không nên kiểm soát nửa kia quá chặt chẽ. Tử vi tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, nên lắng nghe quan điểm của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, nhận được sự nâng đỡ của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, trở nên nhạy cảm hơn, dễ hành động cảm tính. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 72, 90 và 44. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Luận tử vi cho thấy, dưới sự giúp đỡ của tam hội, người tuổi Sửu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bạn triển khai nội dung công việc quen thuộc theo những hướng đi mới, nhờ vậy mà được cả đồng nghiệp và lãnh đạo đánh giá cao. Nhờ có lục hợp mà con giáp tuổi Sửu khéo léo hơn trong cách hành xử. Bạn cũng rất được lòng mọi người nhờ thái độ hòa nhã vui vẻ của mình. Tình cảm của bạn và người thân trong gia đình cũng có cơ hội cải thiện trong thời gian này. Chính tài là tín hiệu đáng vui cho những người tuổi Sửu đang gặp khó khăn về tiền bạc trong thời gian qua. Có người hỗ trợ bạn có chút tiền hoặc chỉ là một lời khuyên giúp bạn trở nên khôn ngoan hơn về tiền bạc. Tử vi tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, tin tưởng vào nửa kia của mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, sự nghiệp suôn sẻ, tìm ra cơ hội trong khó khăn. Tử vi tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, tinh thần làm việc lên cao, cống hiến nhiệt tình. Tử vi tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, có cơ hội để mở rộng quy mô hợp tác. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 90, 87 và 99. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Xem tử vi cho thấy, thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần có thể gây được ấn tượng trong mắt của cấp trên và đồng nghiệp. Nhờ vậy, những khúc mắc khó khăn đều được bạn giải quyết êm đẹp. Bạn có thể tận dụng cơ hội này để thể hiện mình nhiều hơn, tạo cơ sở thăng tiến cho tương lai. Tình hình tài chính cũng không có gì phải lo lắng. Bên cạnh các nguồn thu nhập đều đặn từ công việc chính và nghề tay trái, những chú hổ còn có những khoản tích góp nên cuộc sống hoàn toàn được đảm bảo. Bạn có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần phải lo nghĩ nhiều. Nhân duyên tốt đẹp đang tìm đến trong ngày Thủy sinh Mộc. Người độc thân có thể đón nhận không ít sự quan tâm từ người khác giới. Đừng vội vàng nhận lời của bất cứ ai, hãy dựa vào cảm xúc của bản thân để đưa ra những lựa chọn cho chính mình. Tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, phải đưa ra những quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, lên lập kế hoạch phấn đấu rõ ràng. Tử vi tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, cân nhắc kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào kế hoạch. Tử vi tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, hãy cởi mở hơn để người khác có cơ hội tới gần. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, biết quan tâm hơn đến bản thân mình. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là 65, 13 và 54. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ.
giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Tử Vi Ngày Mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn thiết thực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Luận tử vi cho thấy, dưới ảnh hưởng tiêu cực của cục diện tương hình, bạn đang quá mức kiêu ngạo và chủ quan. Nếu không cẩn thận, bạn dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác và tương lai bạn sẽ phải hối tiếc. Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý với người khác, bạn cũng nên lựa chọn những từ ngữ nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn để không gây tổn thương cho người nghe, giúp việc giao tiếp trở nên hiệu quả. May mắn có chính ấn mang lại cho con giáp tuổi Mão lợi thế nhất có thể. Do đó, bạn chỉ cần cố gắng chơi đúng luật thì vẫn mang lại lợi ích cho bạn. Vậy thì hãy cố gắng để điều chỉnh và làm những gì bạn có thể, không nên chạy theo để cố làm hài lòng tất cả mọi người. Đào hoa giúp vận trình tình cảm tốt đẹp, nhất là những cơ hội cho những cặp đôi mới quen, hai người trở nên gần gũi nhau hơn. Những ai đang giận dỗi cũng có cơ hội để hóa giải căng thẳng mâu thuẫn. Tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy nên tính toán đầu tư thận trọng, kiểm tra kỹ càng. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ cần thường xuyên quan sát biến động thị trường. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc nên nhìn nhận sửa đổi khuyết điểm của mình. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư hợp tác trước đó. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 11, 1 và 62. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Luận tử vi cho thấy, tam hội cục che chở nên vận trình ngày mới khá tốt đẹp. Khi tình hình công việc và tài chính duy trì ổn định, bạn gần như không gặp khó khăn gì trong quá trình triển khai công việc, lại có đồng nghiệp và cấp trên luôn hết lòng tạo điều kiện. Thiên tài trợ mệnh cũng giúp cho thu nhập của bạn tăng lên, tiền bạc dư dôi, có thể thoải mái chi tiêu mà không cần đong đếm quá nhiều như trước đó. Dù là người làm công ăn lương hay người buôn bán kinh doanh cũng có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền, đừng để cho cơ hội vụt qua tay. Về quan hệ gia đình, hiện tại khá vững vàng và gia đình là chỗ dựa tốt, giúp bạn không những vui vẻ mà có động lực để phấn đấu nhiều hơn. Người tuổi Thìn có được may mắn trong chuyện tình cảm cá nhân, các bạn có nhiều cơ hội để có thể dành cho nhau sự chia sẻ, hiểu nhau hơn cũng như bắt đầu tính đến chuyện bền lâu. Tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa có cơ hội tìm được nửa kia, quan sát kỹ trước khi quyết định. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh Thổ chớ coi thường ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh Mộc vận trình tài lộc không có gì đáng lo lắng. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh Kim được tiếp thêm nhiều động lực để chiến đấu. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh Thủy các mối quan hệ đều tốt đẹp, hài hòa. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 39, 3 và 97. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Xem tử vi cho thấy, chính quan chiếu rọi
con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Tỵ vô cùng bằng phẳng và thuận lợi. Bạn nhận được sự đề bạt của cấp trên, lại thêm tài năng sẵn có, nên dễ dàng khẳng định được vị thế, chiếm giữ được vị trí cao trong tập thể. Đối với những ai làm công ăn lương, có thể có thêm được khoản thu đáng kể, và nếu có một nghề tay trái, thì đây cũng là cơ hội để phát huy nó một cách tốt nhất. Tuy nhiên, tứ tuyệt thì cho thấy tình cảm đôi lứa vướng phải không ít trục trặc. Cả hai đều đang nóng tính và có cá tính riêng, nên chẳng ai chịu nhường ai, khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình chỉ vì cái tôi quá lớn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, thức dậy vẫn khỏe mạnh là diễm phúc rồi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, vợ chồng lạnh nhạt, thiếu quan tâm đến nhau. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, cần học hỏi cách thích nghi linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Tử vi tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, không phải không buông được, chỉ là cố chấp thôi. Tử vi tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, dẫn dắt mọi người đi tới thành công. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 28, 48 và 73. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, ảnh hưởng của cục diện Tý Ngọ tương xung, người tuổi Ngọ giải quyết công việc một cách khá cực đoan. Con giáp này dường như không thể kiềm lại được tính nóng nảy của mình, khiến mọi việc rối tinh rối mù. Ngoài ra, thiên quan xuất hiện thì còn khiến cho người tuổi Ngọ rất có thể sẽ phải đối mặt với những lời đố kỵ, gièm pha không mấy dễ chịu từ những người luôn ghen ghét bạn. Nếu đó là lỗi sai của bạn thì hãy thẳng thắn thừa nhận, coi đó là cơ hội để mình sửa sai. Vận tình cảm cũng không mấy thuận lợi. Người tuổi Ngọ còn độc thân, chớ nên tin theo lời đường mật của người chưa thực sự thân quen, rơi vào một mối tình quá nhanh chóng có thể khiến bạn phải chịu tổn thương trong tương lai. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, nên lắng nghe những ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, nên đòi hỏi quyền lợi của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, bế tắc trong công việc được khai thông bất ngờ. Tử vi tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, không nên thực hiện những việc trọng đại. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, vợ chồng đồng lòng khắc phục khó khăn. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 29, 33 và 47. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, chính tài xuất hiện thì tình hình kinh tế của người tuổi Mùi khá ổn định trong ngày hôm nay. Vì là người làm việc chăm chỉ nên bạn dễ nhận được thêm các khoản tiền thưởng hoặc phụ cấp, và khoản tiền này đóng góp một phần kha khá giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Đào hoa xuất hiện, những người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy thoải mái thể hiện bản thân để mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Bạn có thể gặp được người phù hợp vào chính ngày hôm nay. Tuy nhiên, dưới tác động của cục diện tương hại, bạn dễ đánh mất sự điềm tĩnh cần phải có. Bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với những ai nêu ý kiến trái ngược với mình, dù đối tượng là ai đi chăng nữa. Tử vi tuổi Ất Mùi, mệnh kim, công việc ngày càng phát triển ổn định, vượt qua giai đoạn khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, chú ý cách sử dụng từ ngữ, không nên tổn thương người nghe. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, tránh nói xấu sau lưng người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi, mệnh thổ,
suy nghĩ quá nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Tử vi tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, người độc thân hãy nhìn xa hơn về tương lai. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 50, 44 và 23. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, tam hợp nâng đỡ, người tuổi Thân có một ngày làm gì cũng dễ dàng đạt được kết quả như ý. Nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt con giáp này, chỉ cần bạn nhanh chóng nắm bắt được. Nếu bạn đã có kế hoạch phát triển sự nghiệp thì hãy bắt tay vào làm luôn ngay từ ngày hôm nay. Ngũ hành tương sinh cho thấy mối quan hệ giữa bạn và nửa kia rất tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia và đôi bên luôn chú trọng việc vun đắp tình cảm. Phương diện tài lộc cũng không có gì để phàn nàn, nhờ thực thần trợ giúp. Con giáp này hào phóng rộng rãi với mọi người, nhưng điều này không khiến tiền bạc hư hao. Trái lại, nó còn đem về cho bạn những mối làm ăn tốt đẹp. Tài chính nhờ vậy cũng ngày càng dồi dào hưng vượng. Tử vi tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, được đào hoa chiếu mệnh tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, biết cách tận dụng những lợi thế của bản thân để vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, nên dành thời gian bồi dưỡng các mối làm ăn hợp tác. Tử vi tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, người không tốt thì không nên tiếc. Tử vi tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, nhận được sự yêu mến của mọi người. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 56, 19 và 16. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Xem tử vi cho thấy, cục diện tương phá nhắc nhở con giáp tuổi Dậu không nên ôm đồm quá nhiều việc, vì có thể ban đầu bạn tưởng rằng mình làm được, nhưng thực tế có nhiều ngoại cảnh đang đẩy bạn đi theo hướng khác. Nếu bạn quá tự tin thì càng là vấn đề lớn, vì nó khiến bạn không nhìn ra khó khăn của mình. Thương quan cho thấy, người tuổi Dậu phải trải qua một giai đoạn không dễ dàng về mặt cảm xúc. Dường như bạn phải chật vật, vật lộn với chính những ưu tư của mình. Trong khi bạn khát khao có được sự giúp đỡ thì dường như ai đó cũng đang rất bận rộn với những vấn đề của họ và không thể nào hỗ trợ được bạn như bạn mong muốn. Thiên Hỷ xuất hiện là cơ hội để người độc thân có thể bày tỏ tình cảm mà mình chất chứa từ lâu. Nếu vẫn có chút lo lắng thì bạn chỉ cần bật đèn xanh để thử xem phản ứng đối phương như thế nào. Thời gian này cũng rất tốt để các cặp đôi lên kế hoạch cho những chuyến chơi xa. Tử vi tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, tâm trạng bất ổn, tinh thần nhiều nỗi liềm rối rắm. Tử vi tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, tự tin thái quá, dễ vướng rắc rối. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, hãy tự kiểm điểm và thay đổi bản thân. Tử vi tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, nhận được tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 86, 78 và 87. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu
trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, thiên tài chiếu mệnh, con giáp này có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài và được người quen giới thiệu cho nhiều mối làm ăn mới. Điều này giúp cho con đường kiếm tiền của bạn hanh thông hơn bao giờ hết. Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng để có thể giúp bạn thêm tự tin vào bản thân mình. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng vươn lên trong tương lai. Tin rằng mọi cố gắng của bạn đều sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Phượng cát cho thấy hôm nay là ngày khá may mắn đối với những người tuổi Tuất trên phương diện tình cảm. Gia đình bạn duy trì được bầu không khí ấm áp và hòa thuận. Các thành viên luôn quan tâm đến nhau, sẵn sàng tâm sự, chia sẻ mọi chuyện. Tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh Hỏa gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh Thổ ghi nhớ ra những việc cần phải làm tránh quên. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh Mộc hạn chế được rất nhiều sai sót trong công việc. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh Kim tự giành lấy cơ hội mới mong cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh Thủy vận trình hanh thông và suôn sẻ nhờ cát khí lan tràn. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 6, 52 và 41. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu vàng đậm tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Xem tử vi cho thấy, dưới sức ảnh hưởng của tam hội, người tuổi Hợi không cần phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh nữa. Nhờ sự giúp sức của mọi người xung quanh, công việc sẽ sớm được chu toàn. Vận trình tình cảm lồng đàn thắm thiết, đào hoa đem đến mối quan hệ của người tuổi Hợi và nửa kia cải thiện rõ rệt. Đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, vợ chồng hòa hợp yêu thương nhau, không còn những mâu thuẫn giận hờn như trước. Tuy nhiên, kiếp tài gây rối thì người tuổi Hợi dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè và đồng nghiệp. Bạn cần giữ vững lập trường của mình, không được để quyền thế hoặc tiền tài che mờ mắt. Tử vi tuổi Ất Hợi mệnh Hỏa, hãy cởi mở hơn để người khác có cơ hội tới gần. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh Thổ, tài chính trong ngày không mấy khả quan. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh Mộc, nên theo đuổi những việc có tính an toàn, lâu dài để thu lợi bền vững. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh Kim, đôi lứa có sự ăn ý ngầm chẳng cần nói ra. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh Thủy, công việc suôn sẻ nhờ có quý nhân giúp sức. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 45, 49 và 53. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 19 tháng 11 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.